Dũng Thê Lời xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta nhìn thấy một con chim ưng. Nãy giờ ở trong cái khu vực chúng tôi ăn uống thấy con chim ưng nãy giờ thì chúng tôi hiếu kỳ. Ở phía kia thì chúng ta nghe tiếng của mấy con ó đen, nhưng mà nó không dám đến gần. Ở Mỹ này thì chúng ta cũng thấy những cái quán ăn đó thì là chim bồ câu nè, sóc, nó rất là dạng chim xe sẻ, nó đến nhiều khi nó lên trên bàn ăn của khách hàng, nó mổ bánh mì, nó mổ thức ăn. Mà người Mỹ thì họ rất thân thiện, cho nên thành ra là nó tạo ra cái vấn đề là thiếu vệ sinh. Thì cô gái này thì Dũng tưởng là cô gái đem đến để biểu diễn, thì hỏi thì cổ nói rằng cổ ở trong cái công ty của cổ có khoảng chừng 4 con chim ưng này. Nếu mà chủ nhân của một cái khu vực như thế này mà muốn thuê họ ở trong cái giờ ăn uống, thì quý vị cũng thấy là ở ngoài trời như thế này thì đôi khi chim xe sẻ, bồ câu, rồi sóc nó hay đến nó ăn, nó mổ đồ ăn của khách tự trên bàn luôn. Thì cái sự xuất hiện của con chim ưng này nó biến những con vật đó không dám đến gần. Vì đây là cái loại chim ưng mà cổ nói rằng nó rất là mạnh, và mục tiêu của nó là con mắt nó có thể nhìn xa đến gần 3 cây số. Mà khi mà nó nhắm vào một cái vật gì rồi là con vật đó không có thoát được. Và cái móng chân của nó rất là nhọn và bén. Cổ nói có một lần nó đã, cái móng chân của nó đã bám vào tay của cổ. Hai người phải dùng sức của hai người để cấu, để tháo cái móng của nó mới buông ra, là nó mạnh cỡ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là bàn tay của cổ có đeo một cái bao tay da rất là dày để nó bám vào. Thì cổ nói huấn luyện cái loại chim ưng này khó khăn nhất là làm sao để khi nó đi bắt con mồi xong nó quay trở về. Tại vì cái bản chất của nó là nó sẽ ăn, nó xé con mồi ra. Nhưng con mồi đôi khi nó thiếu vệ sinh hoặc nó có những cái bệnh, cho nên làm sao huấn luyện để nó đem con mồi trở về. Rồi chẳng hạn như nó bắt một con chim bồ câu, nó bắt con xe sẻ, hay nó bắt một con ó hay một con sóc, thì nó đem ngược về cho cổ và họ mang về công ty, họ sẽ làm vệ sinh, làm thịt xong xuôi rồi cho nó ăn. Thì cái đó là cái huấn luyện khó khăn nhất. Mới nãy Dũng thấy là khi cổ đi vòng vòng thì cổ có "Could you put the headgear on for him?" So we were curious why we had the headgear. So now you told us about the dog, so we understood. Yeah, so if he gets nervous, I could just... Đấy, quý vị thấy cái nón này là đi vòng vòng á, là tại vì đội cái này đó. Thì mới nãy Dũng hỏi tại sao phải chụp cái này lại, nhất là con mắt của nó nhìn lên tới gần 3 cây số. Thì cổ nói là nó kỵ nhất là chó. Khi nó thấy mấy con cún thì nó sẽ rối loạn lên và nó có thể tấn công. Cho nên thành ra là cổ muốn chụp cặp mắt nó lại để cho nó đừng ngó thấy những con chó. Vì mắt của chim ưng nó nhìn đâu là chính xác đấy. Và nó tấn công luôn cả chó và nó rất sợ chó. Thì và chó thấy nó cũng hay sủa. Cho nên khi cổ đi vòng vòng đó, thì cổ chụp hai con mắt nó lại. Nhưng khi đứng một chỗ như thế này thì cổ tháo ra. Thì chúng ta nãy giờ cũng nghe tiếng con chim, con ó ngoài sau nó la thôi. Nhưng mà nó không có, quý vị thấy cái động tác không à? Cổ không biết làm sao, cổ rất là hay là cổ biết khi nào nó muốn đi đại tiện thì cổ lại lui lại cái bụi để cho nó đi đại tiện. Mới nãy đi vệ sinh nãy giờ hai lần rồi, là cái động tác này rất là hay. Cổ lui lại là cổ biết là nó chuẩn bị, không biết có cái cơ thể, cái hình thể gì của nó nói với chuyện với cổ. Thì không biết là cái dịch vụ này bao nhiêu tiền, nhưng mà thật sự đây là một trong những cái điều mà hôm nay rất là kỳ thú. Vì cô nói cái loại chim ưng này là loại được bảo vệ bởi chính quyền của Mỹ, cho nên luật pháp của Mỹ, cho nên chúng ta không có thể săn bắn nó được. Nhưng nó không phải là loại bị tuyệt chủng khan hiếm. Ở Cali này thì chúng ta thấy nó đậu ở trên nóc nhà, ở trên mấy cái cột đèn và những cái bãi mà đồng ruộng hoang vắng nhiều thì nó chung với nhau. Nhưng mà loại này thì nó bự hơn những loại bình thường và nó được huấn luyện. Còn những con kia là những con chim quan, thậm chí là những con mèo đồ này kia, chúng ta nghe nói là từng có những cái thông tin là nó đã cấu xé những con mèo nữa. Chúng ta thấy nãy giờ những con ó nó cứ kêu nhưng mà nó không dám tới gần. Nó thấy con chim ưng này nó không dám tới gần, nó đứng từ xa nó gọi. So would he go after the crow? Usually yes, yeah, I send him after him. But I'm just more careful because of the parking lot. Okay. So, cổ nói là bình thường là mấy con ó này nếu mà cổ thả dây một cái là xong, là xong game. Nhưng mà cổ nói là mục tiêu là cổ muốn bảo vệ cho khách hàng ăn uống đây thôi. Cho nên cổ không phải là mục tiêu là để ăn thịt. Cho nên thành ra nãy giờ chúng ta thấy những con ó nó la làng la sớm đây. Rồi nó cách đây khoảng chừng đứng 50 thước, nó không dám lại gần. Chúng ta cũng thấy hình ảnh của một chú ó đứng trên ngọn cây, la hét, muốn hạ cánh xuống để ăn thức ăn nhưng mà không dám.
tại vì có con chim ưng ở đây cho nên nãy giờ chú ó này nãy giờ chỉ đứng đây la thôi, nhưng cô gái huấn luyện này nói là nếu mà thả con chim ưng ra là xong, cho nên thành ra là cổ đứng đây và cổ nói là cứ để cho nó la đi, miễn nó không đáp xuống bàn và nó không ăn thức ăn của khách hàng thì cổ để cho nó yên. Một câu chuyện vô cùng kỳ thú nha quý vị. Chúng ta thấy mỗi người một nghề và thiên nhiên tạo hóa cũng vậy. Có những thứ được sinh ra để nó là khắc tinh của những cái loại khác. Người ta nói là không có những con chim ưng này thì những cái loại động vật mà chẳng hạn như chim bồ câu, chim sẻ sẻ nó sẽ hoành hành. Tại vì người Mỹ họ rất là thương thú vật, cho nên thành ra thậm chí là có nhiều cơ quan chức năng như ở New York là họ còn ra cái luật là mỗi năm họ chi tiền ra để mà trong cái đồ ăn của chim bồ câu họ có thuốc để mà ngăn ngừa, để mà chúng nó sản sinh, ngừa chặn bồ câu sản sinh, tại vì nó sản sinh quá nhiều. Thì còn ở Cali đây thì đây là một trong những cái điều mà chủ nhân của những cái khu này họ bỏ tiền ra để họ thuê mướn những cái dịch vụ này để mà để ngăn chặn cái vấn đề làm phiền khách hàng từ những cái động vật như chim sẻ sẻ, bồ câu, sóc, hay là những con mà nó đến gần, nó hay leo lên bàn, nó ăn đồ ăn của khách hàng. Chúng ta thấy rất là nhiều ở Mỹ này thì những cái động vật này nó rất là dạng, và đôi khi nó ăn xong mà người ta khách chỉ lấy tay đuổi nó đi thôi chứ cũng không lắm dám làm hại tới nó. Nhưng đôi khi nó leo lên bàn, nó ăn như vậy rồi nó đi vệ sinh, nó làm rất mất vệ sinh ở trong cái khu vực. Chúng ta cũng thấy là nhiều chiếc xe ở Mỹ này đậu là bị chim nó đi vệ sinh, nó ỉa đầy xe hết. Cho nên đây là cái vấn nạn. Thì hôm nay chúng ta thấy được một cái hình ảnh nữa là đây là cái loại, một cái dịch vụ vô cùng lý thú với một con chim chim ưng. Again, thank you Jasper, and I hope to see you again. Say hi to our Vietnamese American audience. Bye bye. Informative. Okay, how old is this bird? He's 2 years old, and he's a Harris hawk, so you'll see them more in the Arizona desert mostly. They're close cousins to the red-tailed hawk, and those are the ones that you see all around here. His name is Jasper. Hi, Jasper. And they have really good eyesight, about a mile and a half. Mile and a half. And they can see different colors than we can too, and more of them also. And what is the expected lifespan for this type of bird? He's about 25 years in captivity. And what about their dietary? What did they eat on a daily basis? I feed him quail, but they'll eat rabbits. Quail? Quail. But they'll eat rabbits and stuff in the wild. Pretty much anything they can catch, really. And so they are meat eater? Yes. Oh, okay. Yes, definitely. And they're the only birds of prey that will actually hunt in packs in the wild together. So that's pretty unique for them. And that's why we use them for our job, because they have that social bond with us as well. Okay, what is the difference between this type of bird and the one that we've seen them everywhere here, they're flying around? Are they pretty much in common, the same? Or? Yeah, so they're the same subspecies. They just had different coloring and a bit different personality and characteristics and whatnot. But other than that, pretty close to being the same thing. What type of training do you provide them? Mostly for them to come back to us. So flying out, chasing a bird, and then coming back when we call them. So do they bring the prey back to you, or they after they're done with the prey, they come back to you? So we go to them, actually. Okay. If they catch something, we'll go to them and get it back to them. And then we'll switch it out with their food, freeze it, clean it, and then feed it to them the next day. Okay, I got it. Just to keep things safe, you know. And how many of them do you have in your possession for training? Just him, and then I have my bird that's a falcon. So this is the type of service that you provide for the shop, the whole shopping plaza, or just a particular? Just restaurant. Yeah. So they keep all the pigeon and everything away that we normally see pigeons, and so right. These guy would keep them away. Yeah, exactly. Wow. He's right now. Look at him, what a beauty. It's a her, right? So you say just so he? So what's the difference between the her and the he? Yeah, can you tell from the exterior, the physical appearance? Sometimes. So with some raptors, they have a dimorphic coloring system, so you can tell male between male and female.
But usually it's just by weight and size. So females are about a third larger than the males, and they're a third heavier as well. Which one is more aggressive, male or female? Female. Females. 100%, yeah. Oh, yeah. Okay. They got to protect those nests. Okay. And are they a protected species, in danger, or? All protected. They're all protected. They're all protected. But are they in danger or no? Not necessarily. A lot of birds of prey are protected and range from, you know, not in danger to in danger. But most of them are just. Okay, I noticed you have a leather gloves on your hand. How sharp are their claws and how dangerous? I heard story that they can even gouge out your eyeball if they are attacking you. Is that true? So I always treat every animal I work with their potential danger. It's obviously their feet and their beak. One time I got attacked by a bird and it took two people to pry his foot open. Whoa, no. It hurt pretty bad. What make him so angry? What usually set him off? Just scared? Yeah. Is that why you cover his head when you walk him around? Yes, yeah. Well, for him, he's just scared of dogs, so I was covering him up. He's scared of dogs. But the other bird I had, we used to do wildlife rehabilitation, so I was working with it medically, and it just got scared and went for me and got me. And so these talons right here, this black part, that was all the way in my hand. Ooh. All of that. And and it took two people to get it out. That sucks. Ooh. How powerful is there? Is there a statistic? How powerful is it? Like, you don't have that information. I'm not sure of the actual pound pressure, but I was unable to move at all. Like it was stuck, you know. Because you seen this guy grab like salmon, anything, and if when they got a hold onto it, forget it. That's you're it, not yeah. gonna get loose. Yes, yeah. So wow. It's kind of scary. So she's asking about she heard something about that they go to a certain cycle. It's like a snake that's shredding their skin. Yeah, yeah, these things, like they shredding their claws and everything. So they go through a process called molting. Okay. And so they'll lose all their feathers symmetrically one at a time and replace them every year. So that's helpful for broken feathers or, you know, disgruntled ones or whatever. But their talons and their beak stay there. They just kind of give themselves a pedicure, you know, throughout their lifetime. So landing on things, grabbing things, that kind of helps keep it shaped. Wow. Yeah. Impressive. Yeah, it's pretty sweet. The more you know, and now I know. There you go. Thank you for the information piece. Yeah, you're my, the kids and the people are going to love this. I'm going to share it on my social media. You don't mind, right? No, that's okay. Okay, thank you. And what's your name? I'm Gia. Hi, Jasper. County, I'm sick. Thank you so much. That's my wife. She's impressed with the eagle, their molting process, you know, how they clear out their claw and their beaks when they got injured, and then the new one grow out and they become stronger. So she's impressed with that story. She's like, that's how eagle fly. They don't flock like a turkey in bunch. Yes. They fly solo because they're so dominant and they believe in the inner strength. Yes, so these guys are magnificent animal. They really are. Absolutely. Okay, Jasper, doing your job, and I'll see you. Okay, good. Happy hunting. Bye-bye. Thank you.